Ở đây là mình có 100 g rau má. Mình cho vô 250 g nước. Má này rửa sạch nha, ngâm nước muối. Giờ mình đem xay nát ra nha. Rồi xay rau má xong mình cho vô cái túi rây như thế này nha, cái túi lược đó. Đổ rau má ra. Rồi mình bỏ sát, mình lấy cái nước xong mình cho vô máy xay sinh tố lại. Mình cho vô 60 g đậu xanh đã hấp chín. Tiếp theo mình cho vô đây 60 g đường. Rồi bỏ đậu xanh với bỏ đường xong mình tiếp tục xay cái phần này lên nha. Xay nát ra. Rồi xay xong mình cho ra ly nha. Này ướp lạnh uống, uống lợ lợ vậy nó ngon nè, còn thích ngọt nó thì thêm đường. Còn 60 g đường vậy là vừa rồi. Rất là ngon.